Hiện nay chúng ta đang có mặt ở cái khu vực trước cái dự án House Viva của Ezland. Chủ đầu tư này là khá quen thuộc với cái nổi tiếng với dự án House Neo, House Belo bên vòng xoay Liên Phường thuộc phường Phú Hữu, quận 9. Còn đây là dự án thứ ba, House Viva nằm trên địa chỉ là 170 Lò Lu. Đây là vị trí khu đất. Thì vị trí này khá là thuận tiện vì hầu như có tất cả các trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 liền kề là khu vực chợ. Giờ chúng ta chạy một vòng để tham quan cái khu vực dự án hạ tầng xung quanh. Và cái đoạn đường Lò Lu này đã được phê duyệt lên 30m. Và đã được phê duyệt nha, chỉ chờ ngày khởi công thôi. Đây là chợ Trường Thịnh. Chợ Trường Thịnh thì cái đoạn này khá là vắng vẻ. Khu vực chợ Trường Thịnh đó là một cái sự mà lãng phí, các báo đài cũng đã nói nhiều lần. Hầu như người buôn bán người ta chỉ mở ở bên ngoài chợ thôi chứ không ai vào bên trong lòng chợ để thuê. Trường mầm non. Kho bạc nhà nước quận 9.
đây là chúng ta ngay cái ngõ ngã ba Lã Xuân Hoài đó, khu vực sầm uất như vậy.